Rồi video này Lý muốn cảnh báo đến anh chị nào mà có tiền á Sách tiền túi mình đi mua mấy cái đảo để nghỉ dưỡng á Với hy vọng là xây căn nhà nghỉ dưỡng cuối tuần Rồi uống ly cà phê buổi sáng sớm ngắm bình minh Chiều ngắm hoàng hôn nhìn ra bờ biển bờ đảo xa xôi Nhìn nông nước mây trời đúng không thì cũng mới nhận một cuộc gọi của anh đó ờ, Lý ơi, anh mua một cái đảo 2 hectare Thì anh mua được năm rồi Thì năm ngoái anh ra anh nhìn đẹp lắm, quang du lắm, đã lắm Anh còn định xây cái nhà nghỉ dưỡng nữa Bỗng năm đó nhà anh có tan cho nên anh bận bịu lo cái chuyện tan tóc Cho nên anh đâu có thời gian ra đảo thăm đảo đâu Thì năm nay cũng đụng vừa tròn một năm luôn Anh quay trở lại anh ra không thấy cái đảo đâu Anh kiểm tra mật nước rồi, anh có hỏi bà con xung quanh rồi Nước không dân mà nước còn rút nữa nhưng vẫn không thấy cái đảo Rồi đến khi anh điều tra ra được thì nguyên nhân ban đầu là do cát tạc ừ thằng chủ đảo trước á nó biết á là các các tạc nó đi một vòng vòng nó, nó hút hai hết mà nó hút còn có hết tám á à, nó lật đật nó bán rẻ bán đổ bán tháo thì anh đâu biết đâu anh nhảy vô anh mua nó hút chọn năm là đảo mất luôn mất luôn hai hết luôn Thế thì qua câu hỏi này Lý muốn cảnh báo đến mọi người mình mua đảo á, mình có tiền túi mình mua đảo mà Mình phải mua phải 4 hết, 6 hết hoặc 8, 10 hết Để chia anh chị biết không? 2 hết thì tụi nó hút 1 năm 4 hết thì hút 2 năm 6 hết thì 3 năm, mà 10 hết là 5 năm Đó, mua nhiều nhiều cho tụi nó hút lâu lâu một tí